Bây giờ, chúng ta cùng nhau đi thăm cái khu nhà Mobile Home. Cái nhà Mobile Home này là không phải là nhà cất bằng gạch, mà nó là những cái thùng bằng thiết như vậy. Hay là cái nhà, hay là cái xe bằng sắt rồi ghép lại. Rồi họ ở lâu, họ gắn thêm cửa, họ gắn thêm cổng này kia ha. Thì giá những cái nhà Mobile Park này nó rất rẻ. Nhưng mà ở cái vùng này là vùng tốt nha bạn, vùng an ninh, không phải là vùng xấu. Xung quanh là những nhà rất rất là đẹp, và những công sở. Cái này đã lâu rồi, hồi xưa cách đây mà 30-40 năm mà Florida nó còn hoang dã, dùng để chưa khai thác ở. Có những nhà này là những người không có tiền nhiều ở. Thì nếu mà làm chủ đất á, thì có thể tới 80-70 nghìn đô giá hiện nay. Còn nếu mà không phải là chủ đất, tức là mướn đất, thì phải trả tiền mỗi tháng cho chủ nhà, cho chủ đất, thì là giá rẻ lắm. Là có từ 700 đô giá nhà cho tới 20.000 đô, tùy theo chỗ và tùy theo cái tốt xấu của cái nhà. Thì trang trí người hồng họ ở mọ rào, rồi họ làm ở trên tường phía ngoài, cũng gọi là mua viên tập. Nó không phải là cái nhà, những cái nhà này nó không có vững, nó rẻ ở được, mà cũng là mong là đừng có bão thôi. Bạn thấy không, nó cái chân ấy là cái này là cái xe mà tất lại được ở dưới cái chân đó đó. À, thì những người mà không có tiền ở mấy chỗ này thì cũng khỏe, thế đất không có nhiều. Thế cái này là nó cái này là mua du khách họ cất lên đó, có thêm cái máy này ha, thì có người có người ta sửa đẹp, có cái người ta sửa xấu đó, nguyên cái dạng như vậy. Thường nó là từ 2 phòng trở lên. Chỗ này là khu an ninh, trên là khu an ninh, khu gần biển. Có nhiều người họ mua rồi họ để đó, ở Canada họ mua rồi họ để đó, rồi đến mùa đông sẽ xuống họ ở. Vậy thì nó rẻ. Thì có người là chủ miếng đất. Nếu bạn chủ miếng đất thì phải đóng thuế đất cho chính phủ. Còn nếu mà bạn ở chỗ cái mobile park mà một ông chủ mà chủ nguyên một phần đất đó, mà có nhiều mobile park thì đất tiền trong chủ, thì làm đầu tư mobile park là phải mình mua miếng đất rồi chia ra thành từng chỗ đậu xe, xong rồi là mỗi chỗ đậu xe là gắn điện, gắn nước, gắn hệ thống nước thải ra, rồi mình cho mướn. Thì mua thì rẻ, có chỗ mua đó mà nhà hơi mua không như cái căn này chẳng hạn ha bạn, thì nó có 2 phòng thôi đó, là mất tiền, có thể là mua được cỡ chừng 700 đô 1.000 đô. Ở trong cũng lót thảm, rồi là làm dán gỗ cũng đẹp lắm, mà mình không tìm được cái nào đơn kêu bán ở đây, thành ra mình không vô được. Những chỗ này á giá rẻ tiền, mà gần biển, mà khu an ninh đó bạn, người ta ở, người ta ít có khi nào người ta bán lắm. Có người già cũng ở đây nhiều, chỗ có máy lạnh, cũng có đủ thứ tiện nghi bạn. Đó là mình nói là chỗ nếu mà đầu tư mobile park á, là vốn nhẹ, mình mua một căn chừng 1.000 đô mình sửa lại. Rồi cái căn này thì chắc mắc hơn, tại nó rộng rãi hơn, có sạch sẽ hơn. Rồi mình cho mướn, thì cho mướn là cũng cỡ khoảng 600-800 đô một tháng. Ở đây muốn 600-700 đô một tháng mà được 2 phòng nhà của mình, thì mình đỡ hơn là đi mướn nhà trọ. Nhà trọ thì cũng cỡ đó 800-1.000 mà chỉ có một phòng thôi, có khi phải chia nhà với người ta. Còn này làm chủ hết. Có nhiều người trẻ làm công nhân không có tiền nhiều, họ sống như vậy để họ để dành tiền mà. Mình không có gọi là khu nhà nghèo, không phải là hẳn nghèo lắm,
họ cũng có tiền. Nhưng ở chỗ này nó đất trống rồi, phải không? Rồi là họ cỡ một cái nhà ra rồi đó, cái là một cái mô viên này. Nó cũng có cái sân, có vườn tược, có cây cối ha. Này anh này anh trồng một phần hoa nhiều á, anh này cứ hàng rào phía trong không có ai thấy sân của ảnh. Chứ làm sao có sân. Nó sẽ thấy cái nhà nó mua bia ở dưới là bánh xe đó, là họ bọc cái họ bọc miếng gỗ với họ bọc mấy cái này trang trí để không thấy bánh xe đó. Cũng khu này mà cũng sạch sẽ, ít tiền mà còn thấy sạch sẽ, không có miếng rác nữa. Thấy sạch sẽ họ sơn sửa trồng cây. Người họ còn cất tường xung quanh. Cái này là người ta mới gỡ thì mới dọn ra, mới dọn đó mới đặt hết ra cái cũ đó. Thì đập cái cũ, cái này là cũ là dọn đi rồi, hư hết rồi, cái này là phải gỡ đập ra hết, đặt cái mới vô đó. Này khu cái trống rồi ha. Chắc họ nhà khi nào mà cũ quá sẽ gỡ đi, để mất trống ấn trống lại rồi sẽ đem cái mới.